Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Media on Rust. Ok, let's go. Rust. Good. Rồi, mình sẽ chỉnh cho cân một chút. Sau đó thì các bạn cùng mình khám phá tận đây này nha. Let's go. Ok. Rồi, lên hai chuối. Wow. Cảm ơn. Ok. Rồi, tiếp tục nhân 2. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Get the gun. Get the gun. Ok. Mình sẽ cho anh chàng này đi luôn. Sau đó thì mình sẽ thả lướt ra. À. Rồi, khi đó thì mình sẽ mở cái này ra, cho anh chàng này xuống. Rồi. Vâng, vẫn là nước. À, tiếp tục. Ok. Lại thì mình sẽ phải gạt xuống đây. Tiếp tục gạt xuống đây. Let's go. Thank you.
Ok, let's go. Rồi hết rồi, mình sẽ lại quả này. Rồi tiếp tục phải dùng cái này. Sau đó thì mình sẽ mở cái này ra, cho nước chảy xuống hết. Khi đó thì mình mới mở được cái này ra, thì nó sẽ không bị trôi kim cương. Ok, let's go. Vâng, và tiếp tục. Nhà vệ sinh này không biết nữa để làm gì không. Ồ, cái này thì phải vứt đi rồi. Ok, let's go. Rồi thì vứt đi hết. Sau đó thì mình sẽ vứt hai cái này. Ok, let's go. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ ba, Zombie Stone Army. Let's go. Nhiều xe luôn. Ok, wow, USO. Wow. Ok,
rất là nhiều bo. Wow, chết rồi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Minicast. Let's go. Ok, mình sẽ đi thu thập. Rất là đông luôn. Rồi đi sang đường dưới đây. Tiếp tục nào. Được 13 mạng người rồi. Đây, mình sẽ đi sang đây. Chỗ này hình như đang bị tắc. Rồi mình sẽ nhìn bản đồ bé này. Rồi ra ngoài nào. Ok, let's go. Trong cái minicast này nó có rất nhiều game nhá. Các bạn có thể chơi game, không thích chơi game này thì các bạn có thể chơi game khác. Ok, let's go. Mình sẽ đi thu thập ở bên này. Đây rồi. Top 1 chưa? Theo mình nghĩ là mình là top 1 rồi. Ở bên kia thì có 10. Mình sẽ sang bên này. Tiêu diệt nốt anh chàng này. Ok, let's go. Đây rồi. Nè thôi. Ok. Anh chàng này 16 này. Tiêu diệt luôn. Chắc ở gần đây thôi. Nên mạng trên đây. Ô, xuống dưới. Ok. Ok, mình được top 1 rồi. Các bạn có thể chơi cái này hoặc là chơi mode 2. Đó, mode 2 là các bạn có thể xây nhà. Mode 3 và mode 4. Rất là nhiều trò luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Ice Cream Bar. Ok. Rồi, và tới game này thì mình sẽ phải đi xuống dưới nha. Ice Cream 1 và Ice Cream 2 thì các bạn sẽ phải trèo từ tầng cửa sổ tầng 2 xuống. Còn Ice Cream Bar này thì các bạn phải xuống dưới nha. Và đây là phần giới thiệu đầu game. Tức là vì sao các bạn phải chơi game này. Tức là ông ta gọi là bắt cóc anh chàng này. Rồi, mình sẽ tua luôn. Nói cửa ra. Sau đó thì mình sẽ nhặt khẩu súng này lên. Bắn thôi. Rồi ông ta sẽ phát hiện ra mình. Mình sẽ ném vào mặt ông ta. Khi các bạn ném vào người ông ta thì ông ta sẽ bị ngơ mất trong vòng tầm 5 giây, 5-7 giây. Lúc đó thì các bạn có thể chạy được. Ok, let's go. Rồi mình sẽ xuống dưới xe luôn. Khi mình cầm được chiếc xẻng này mình sẽ xuống xe. Sau đó thì mình sẽ sang một map khác. Let's go. Camping. Yeah.
Jay. 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 Ok, các bạn có thể cầm chiếc xẻng này và lém vào đầu ông ta. Đó, ok, let's go. Sau đó các bạn lại đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Nó rất đơn giản thôi. Ở đây thì các bạn sẽ đào lên lấy một chiếc chìa khóa. Và các bạn có thể gọi anh cô làng này về. Các bạn gọi lúc nào cũng được. Ở đây thì ví dụ các bạn trả lời 4 câu hỏi của cô ta thì cô ta sẽ đi cùng các bạn. How do you think of jumping with the van running? Đó, các bạn có thể trả lời và các bạn theo câu hỏi của cô ta. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đi lấy mình sẽ lên cái chòi này. Rồi, chui sang. Let's go. Chơi game này rất đơn giản thôi. Đó, sau đó thì các bạn cứ làm nhiệm vụ tiếp theo. Và các bạn khi gặp ông ta, các bạn sẽ ném cứ có một vật gì, các bạn ném vào người ông ta là ông ta sẽ đơ ngay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, PVZ2. Ok, let's go. Popscap. Khi các bạn chơi offline thì các bạn vào rất nhanh, còn khi các bạn chơi online thì nó sẽ phải load cái online của các bạn thì nó sẽ lâu hơn một chút. Ok, mình sẽ chơi event. Oh, event đợt này đóng cửa rồi, không có gì. Works. Oh, let's go. Wow, có cả một anh chàng khổng lồ. Ok, let's go. Mình sẽ phải xử lý kiểu này. The zombies are coming. Wow, rất là trâu luôn. Không biết có bắn được trước không. Anh chàng này bắn là rất là đau. Anh chàng này bắn mãi vẫn chưa hề ấn gì. Ok. Mưa hết, ngon. Càng lúc càng khó. Wow, wow. Một anh chàng bạch tuộc rất khỏe. Mình xử lý ngay. Yeah.
Extreme West. Hai anh chàng khổng lồ. Oh. Ok, thành công rồi. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái tiếp theo. Sang Don't Fight 2. Đây là một tựa game khá là hot trong những năm vừa qua. Và tựa game này thì cách chơi cũng rất là hay. Có điều thì cái bản 2D của game này nó cũng không được đẹp lắm. Bởi vì là nó không rõ khuôn mặt như thế nào. Thì có thể các bạn ví dụ xem, các bạn có thể nhầm lẫn giữa mình chơi với cái người tự động. Đó, thì cái người mình chơi, đó là người gọi là cầm hai cây kiếm này. Rồi, và mình sẽ vào game thôi. Fine. Sau đó gặp Iron. Round 1. Rồi mình sẽ lùi lại luôn. Let's go. Ok. Sởi rồi. Rồi cái động này thì đánh rất là đau đấy các bạn nhá. Đánh đau hơn là mình đánh nữa. Mình đánh hai lần thì may ra gọi là họ đánh một lần là bằng mình luôn. Ok, mình phải chém thật nhanh. Rồi lại lùi lại. Rồi xem họ có lên không. Đến lên. Let's go. Chém. Họ lé rất là giỏi luôn. Họ sắp đi rồi. Oh my god. Đó, một đạp của mình, một đạp của họ là bằng mình đánh bao nhiêu lần. Ok, may mày thắng. Rồi đến giao 2. Giao 2 xem như thế nào. Mình sẽ đuổi lại luôn, Fire. Ok, let's go. Oh my god. Wow. Nú luôn. Wow. Phát nữa thôi, hai phát nữa thôi, mà dưới họ sẽ đi luôn. Phát nữa rồi, ok, let's go. Họ chạy rồi, mình sẽ tiến lên một chút. Oh my god. Wow. Ok, thắng rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hughes Cooper. Let's go. Sauce. Ok, tiếp tục nào. Ah.
Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.